Ok, xin chào tất cả các bạn. Chắc là mình không cần giới thiệu thì các bạn đã biết mình là ai rồi, đã quá quen rồi đúng không nào? Thì dành cho những anh em nào mà đã thường xuyên theo dõi cái kênh của mình thì biết rằng là mình thường xuyên nói về cái vấn nạn là người ta lừa đảo cái vụ bán xe. Thì mới sáng sớm hôm nay mình lại nghe thêm một cuộc điện thoại nữa, mình rất là buồn, mình nghe thêm một cuộc điện thoại nữa là có khách mém nữa là bị lừa chiếc giấy 1.000. Từ bữa giờ mình chưa nghe ai nói về vấn đề chiếc giấy 1.000, hôm nay mình nghe lại thêm nghe vấn đề chiếc giấy 1.000. Thì chiếc giấy 1.000 giá trên thị trường giấy tờ đầy đủ nó tầm khoảng 400 triệu ha, giá trên thị trường 400 triệu, trong khi đó những thằng lừa đảo nó rao chỉ có 80 triệu và yêu cầu là chuyển trước 20 triệu, sau đó chuyển xe tặng nhà, thanh toán đủ, giấy tờ đầy đủ. Các bạn có tin rằng là một con xe giấy 1.000 với một con xe mới ken như vậy với giá 400 triệu mà có thể bán được 80 triệu hay không? Mình nói đơn giản, ví dụ nếu các bạn mua một con xe mới trong hãng về, các bạn làm đầy đủ hết giấy tờ 400 triệu, các bạn có việc gì đó mình không biết, ví dụ chẳng hạn, ví dụ có việc gì đó cần gấp bán gấp thì các bạn sẽ bán con xe đó với giá bao nhiêu? Ít nhất nó phải trên 300 triệu đúng không? Ít nhất phải trên 300 triệu, tại vì các bạn mới mua được một ngày, 2 ngày hay 1 tháng đi chăng nữa, chạy nó không có một cây số rồi. Chứ chỉ 1.000 mà chạy trong 1 tháng là không bao giờ quá 1.000 cây. Tại vì cái con xe đó không phải ra đường lúc nào mình cũng đi, mà lúc nào mình đi chơi hay là đi hội họp, đi hành gì đó thì chúng ta mới đi thôi, chứ không thể đi nó giống như đi chợ được, nó cũng rất là nặng nề, quanh co cũng rất là khó. Thì trong 1 tháng không thể chạy quá 1.000 cây đó. Thì nếu các bạn bán lỗ lắm chăng nữa nó cũng không bao giờ bán dưới 300 triệu, mình chắc chắn các bạn sẽ bán từ 300 triệu cho tới 350 triệu là cũng không giờ bán dưới. Nhưng các bạn nghĩ sao, người ta bán trên thị trường nó chỉ có 80 triệu thì các bạn phải suy nghĩ lại nha. Đó, các bạn nên lưu ý là khi chúng ta mua xe trên mạng, người bán đưa một chiếc xe cực đẹp và thông tin là giá nó chỉ bằng 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 5, 1 phần 10 giá thị trường, và yêu cầu của người ta là chuyển trước 2, 3, 5 triệu, chuyển cọc rồi sau đó giao xe thanh toán đủ giấy tờ đầy đủ mà xe mới như thùng. Các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý coi chừng bị lừa đảo đó, coi chừng bị lừa đảo. Còn có một số bạn hỏi là anh có biết số điện thoại này không, anh có biết cái mặt của người này hay không? Đương nhiên người ta đã lừa đảo rồi, làm sao người ta chụp hình cái mặt thật của người ta cho các bạn coi, đúng không các bạn? Đương nhiên. Cái thứ hai, cái số điện thoại đương nhiên các bạn gọi được, nhưng mà các bạn không bao giờ gặp được trực tiếp người ta, không bao giờ thấy được cái mặt người ta. Tại vì nước Việt Nam của mình quản lý rất dở cái việc quản lý số điện thoại, mình nói rất dở. Tất cả những mạng hiện giờ mình đang có 5 mạng: Viettel, Mobi, Vina, rồi Mobi, HT Mobile, rồi Beeline, rồi gì tùm lum không biết. Số điện thoại quản lý rất dở, số điện thoại ai mua cũng được, cái sim ai mua cũng được, các bạn có tiền là các bạn mua 1.000 cái sim cũng được, quản lý rất dở. Nếu mà mình quản lý chặt chẽ số điện thoại là không bao giờ có những thằng lừa đảo. Nếu một số điện thoại nó có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ nhà, số chứng minh nhân dân, ba má mày ở đâu, nhà mày ở đâu, thì các bạn chỉ cần dùng cái số điện thoại đó các bạn lừa đảo một cái, gọi lên tổng đài sẽ tra ra nhà mày ở đâu liền, rất đơn giản. Trong khi đó số điện thoại của mình, cái số điện thoại đó, thậm chí mình nói bản thân mình là chính chủ của cái sim điện thoại, mình đi làm sim mình còn mệt mỏi nữa, chứ đừng có nói là hỏi ở cái sim đó là của ai, đúng không? Những bạn nào đã từng đi làm sim rồi, các bạn nghĩ đi, mình là chính chủ cái sim mình bị hư, mình cầm sim lên, mình cầm chứng minh nhân dân lên, nói chung là mình chứng minh đầy đủ để mình lấy lại cái sim của mình, mà mình còn mệt mỏi, mình cũng phải đi tìm gọi cho ai, gọi cho bao nhiêu người nữa. Ok, mình đồng ý là cái việc đó là để xác minh đúng là cái sim của mình, nhưng mà cái sim của mình nó đã đăng ký trên cái số chứng minh nhân dân, có sức cái mặt của mình, cái hộ khẩu của mình rồi, mình chỉ việc cầm giấy tờ của mình lên, người ta cấp cái sim mới cho mình, mất gì phải đi hành mình nữa đó. Các bạn thấy cái sim của mình còn bị hành, thì cái sim của người khác các bạn sẽ không bao giờ tìm được thông tin của người đó, cho nên những thằng lừa đảo nó sống được là như vậy. Cái đất nước Việt Nam của mình nó dở thôi cho đó. Cho nên những bạn khi mà mua xe trên mạng lưu ý giùm mình nha, lưu ý giùm mình, mua xe của ai ít nhất phải gặp mặt được cái người đó, nói chuyện được với người đó, thấy được cái con xe. Còn các bạn không gặp được mặt, không thấy được xe thì phải
có các bạn làm sao đó các bạn để biết cái thằng đó nó có tồn tại và nó có mua bán thật sự, tin tưởng nó thì mới mua, còn nếu các bạn không tin tưởng nó các bạn không mua. Lưu ý nha, các bạn mua xe của ai các bạn tìm bằng mọi cách làm sao các bạn tin tưởng được thằng đó là có thật, nó có mua bán thật và nó có uy tín thì mua. Còn nếu các bạn không biết nó là ai, không biết nó có mua bán thật sự hay không thì không nên mua, đừng để tiền mất tật mang. Những chiêu trò lừa đảo trên mạng là xe nhập khẩu, xe nhập lậu, xe ăn cắp giá rẻ bán rất rẻ, xe mới tinh như thùng giá như 1/5 chuyển cọc trước 2, 3, 4, 5 triệu, 10 triệu, rồi nhận xe thanh toán đủ. Các bạn lưu ý vấn đề đó nha. Các bạn gọi điện thoại các bạn hỏi mình cái anh đó nó có lừa đảo thật hay không, cái người đó có lừa đảo thật hay không, cái chuyện đó mình không bao giờ trả lời được ha. Mình chỉ cảnh báo các bạn, mình trả lời được nhưng mình không có rảnh để mình ngồi mình tư vấn cho rất là nhiều. Rồi những bạn gọi điện thoại nói biểu mình tư vấn xem, hỏi xem người đó có bán xe đúng hay không, có thật hay không, có giả hay không, mình tư vấn được nhưng mà mình không có thời gian để mà mình tư vấn hết cho các bạn, tại vì mình nghe điện thoại rất là nhiều. Các bạn lớn rồi, các bạn phải tự suy nghĩ, tự đánh giá cho được thằng bán nó có lừa đảo hay không nha. Các bạn phải tự đánh giá, các bạn tự nhận xét được. Mình lớn rồi, mình đừng để người ta bị lừa. Mình nói là một ngày người ta bị lừa rất nhiều các bạn. Một ngày người ta bị lừa chuyển tiền cọc từ 2, 3 triệu, 5 triệu rất nhiều. Bản thân mình ở đây, mình bán xe cũ, các bạn phải chuyển tiền đủ mình mới giao xe. Chứ đừng nói chuyện là chuyển cọc 5 triệu, 10 triệu, mình không cần các bạn, đừng có chuyển cọc. Đừng có chuyển cọc nha. Có những người khách người ta tin tưởng lâu rồi, người ta biết mình, người ta chuyển cho mình mấy chục triệu, người ta để đó, khi nào có xe mình giao đó. Đi vất đội như vậy có nghĩa là khách người ta tin tưởng mình. Còn nếu các bạn không tin tưởng, các bạn đừng chuyển cọc, cho dù là 2 triệu cũng đừng chuyển cọc. Còn mình khách người ta chuyển 50 triệu hay 30 triệu rất là bình thường, người ta không bao giờ suy nghĩ, tại vì người ta biết mình là ai, người ta thấy mình buôn bán ok, người ta chuyển tiền cọc. Còn các bạn, những ví dụ như những bạn mới mua, các bạn không biết mình là ai thì cũng không nên chuyển cọc. Khi nào các bạn tìm hiểu kỹ về mình, thấy thằng này bán xe ok thì chuyển, còn nếu cảm thấy thằng này bán xe không ok thì đừng chuyển, hiểu không? Đó, lưu ý là khi mua xe của ai phải tìm hiểu người bán kỹ, thật kỹ, kỹ thật kỹ. Còn nếu không biết thông tin về thằng bán, đừng bao giờ chuyển tiền cọc, lưu ý nha. Biết mới chuyển, còn nếu không biết đừng bao giờ chuyển, chuyển là mất. Và những anh em nào đã từng mất tiền cọc rồi, mình nghĩ rất nhiều, đó là một cái cú lừa rất đau. Chúng ta tham thì chúng ta thăm thôi, chứ không có ai cho không bay bài bao giờ. Lưu ý nha các bạn, lưu ý đừng bao giờ bị mất tiền, bị lừa, ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ là chương trình buổi sáng quay về Phú Tùng Vinh Xe Cấp. Ok, clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.